Thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đang xem trên Nghĩa Tin Tức. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 7 năm 2020, tôi xin đi vào chuyên mục giải ảo thời sự ngày hôm nay với tiêu đề Ngoài Hamas, Israel sắp bị một trận đùa. Khó khăn của Israel không chỉ có Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của hai tên Obama và Biden, mà chung chung điệp điệp. Và nóng bỏng là vụ Hamas tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Thật ra, khủng bố Hamas từ dải Gaza ở phía Nam không đáng ngại bằng lực lượng Hezbollah tại Lebanon ở hướng Bắc, và cả hai đều do Iran yểm trợ. The Spectator am hiểu tình hình nên có cây bút Angus Caldwell trình bày cho chúng ta biết hoàn cảnh và ý chí của Israel. Chúng ta nên đọc và lưu vào phần bối cảnh để khỏi như dân Mỹ lại ơ quả mơ, tại sao vậy? Theo điện thoại của tôi đang ở sân bay quốc tế Beirut Rafic Hariri, nhưng tôi không ở đó. Lực lượng phòng vệ Israel đã làm nhiều GPS của mọi người trong phạm vi khoảng một giờ lái xe tính từ biên giới Israel-Liban. Hệ thống định vị cho iPhone của tôi biết vị trí của nó cũng chính là hệ thống định vị mà Hezbollah có thể sử dụng để xác định mục tiêu ở miền Bắc Israel. Họ đã bắn qua biên giới kể từ ngày 7 tháng 10 và người Israel đã chán ngấy. Họ đã sơ tán 80 kibbutz, 9 ngôi làng, 3 trung tâm cộng đồng và 2 ngôi làng của người Ả Rập. Cụm từ mà các bộ trưởng sử dụng để mô tả những người phải di rời là người tị nạn ở chính đất nước của họ. Cuộc tấn công ở Gaza đang dần kết thúc, và sau đó, một quan chức cho biết, chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với Lebanon. Tuần này, Đại sứ quán Anh khuyên mọi người nên rời khỏi Lebanon nếu có thể. Các viên chức có vẻ cam chịu, đã chuẩn bị, có lẽ đang háo hức cho cuộc chiến ở mặt trận phía Bắc. Chúng tôi đang nói đến nhiều tuần, có thể là nhiều ngày. Tôi không biết phải hiểu theo nghĩa đen như thế nào. Khi bạn đi xa hơn về phía Bắc, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn và tất cả các xe đều bắt đầu đi theo hướng khác. Các khu vực sơ tán, giữa các vườn nho và cánh đồng nơi chuối và bơ phát triển, đã trở nên nổi tiếng với cái tên thị trấn Ma. Ngoài cánh đồng trong cái nóng 90 Gefram, tôi chỉ có thể nghe thấy một thứ. Tiếng rế. Hezbollah đã phóng hơn 10.000 quả rocket trong 9 tháng qua, và Iron Dome không gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn chúng. Tên lửa chống tăng khó chặn hơn. Còi báo động có thể và sẽ hú bất cứ lúc nào. Tôi đang ở cùng một nhóm nhà báo của Hiệp hội Báo chí Israel châu Âu. Chúng tôi được yêu cầu xuống xe buýt, nằm xuống và che đầu nếu còi báo động hú. Trên đường đến Matsuva, một kibbutz ngay trên biên giới, IDF đề nghị chúng tôi thay đổi điểm đến và đi nơi khác. Việc tôi không phải là một người lính không quan trọng. Khi Hezbollah nhìn thấy mọi người, họ sẽ bắn vào họ. Hezbollah là kẻ thù tinh vi hơn Hamas. Nó có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Iran, một kho tên lửa khổng lồ, khoảng 25.000 chiến binh và 30.000 quân dự bị. Nhưng các quan chức Israel khẳng định rằng họ không sợ. Tôi ngủ như một đứa trẻ. Một trung tá IDF đeo kính cận, người dành cả ngày để nhìn chằm chằm vào những ngọn núi Lebanon từ cách đó vài dặm, nói: Nếu Israel phải quay về phía Bắc, những gì đã xảy ra ở Gaza sẽ là trò chơi của trẻ con. Tại thị trấn yên tĩnh Mate Asher ở phía Bắc, cách biên giới 15 phút lái xe, Ishay Efroni không bao giờ rời tay khỏi khẩu súng lớn của mình. Anh là người đứng đầu bộ phận an ninh của hội đồng khu vực. Anh ấy trông đáng sợ nhưng rất dễ thương, thị trưởng nói và cười khúc khích. Tuy nhiên, Efroni không cười khúc khích hay mỉm cười. Anh cho biết tình hình là không thể chịu đựng được, đặc biệt là đối với trẻ em. Chúng đã mắc COVID trong 2 năm và 1 năm nữa phải nghỉ học vì Hezbollah. Anh nói thêm rằng, nếu chúng không quay lại vào ngày 1 tháng 9,
chúng sẽ phải nghỉ thêm một năm nữa. Trong hai tuần nữa, Mate Asher sẽ tổ chức một cuộc thi đóng bè cho một số trẻ em vẫn ở lại. Chúng phải cảm thấy rằng cuộc sống theo một cách nào đó là bình thường. Israel đã chuẩn bị tấn công sâu vào lãnh thổ Lebanon nếu Hezbollah không dừng các cuộc tấn công. Nếu một quả tên lửa bắn trúng Haifa, một thành phố ở phía bắc Israel, thì điều gì đó sẽ xảy ra với Beirut, một quan chức cho biết. Tôi sẽ không nói rằng họ sẽ quay trở lại thời kỳ đổ đá, nhưng sẽ có một vấn đề lớn về điện. Mối đe dọa cũng đi theo hướng ngược lại. Nghiên cứu của Israel gần đây đã kết luận rằng Iron Dome có thể bị áp đảo bởi kho vũ khí của Hezbollah, và một quan chức điện lực của chính phủ cho biết Israel sẽ trở nên không thể sống được nếu mất điện. Nhưng nỗi sợ về kho vũ khí của Hezbollah dường như không làm các quan chức Israel sợ hãi. Zohar Palti, cựu giám đốc ban giám đốc tình báo Mossad, thừa nhận rằng Hezbollah có thể tấn công một số tòa nhà cao tầng ở Tel Aviv. Nhưng bạn có mong đợi chúng tôi bị tê liệt không? Ông nói. Chúng tôi đến thăm Kibbutz Nir Oz vào ngày hôm sau. Một phần tư cư dân của nơi này đã bị giết hoặc bắt cóc vào ngày 7 tháng 10. Một người phụ nữ tên là Irit Lahav gặp chúng tôi. Cô ấy đã dành hơn 7 giờ ẩn náu trong căn phòng an toàn của mình vào ngày hôm đó, tạm biệt con gái mình. Ổ khóa tạm thời của cô ấy đã hoạt động, và bằng cách nào đó, cô ấy vẫn sống ở đây. Chúng tôi bước qua những mảnh kính vỡ và bước vào những ngôi nhà bị bom nhiệt làm đen. Chúng bốc mùi hôi thối. Chúng tôi cách Gaza 2 phút lái xe, và bạn có thể nghe thấy, cứ mỗi phút hoặc lâu hơn, âm thanh khủng khiếp, đập thình thịch của tiếng đại bác Israel. Lượng đau đớn chen chúc trong vài dặm vuông này là vô cùng lớn. Theresa May đã từng nói có công việc của con gái và công việc của con trai. Không có thứ gì như vậy ở Israel. Nhiều người lính IDF mà tôi gặp là phụ nữ trẻ với giọng Mỹ. Một người mà tôi nói chuyện rất thích thú khi biết tôi đến từ London. Cô ấy đã đến đó vài lần. Tôi muốn quay lại. Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy rằng cuộc sống của cô ấy thú vị hơn một chút so với tôi vào lúc này. Cô ấy có gia đình ở Anh, nhưng lớn lên ở Israel và được IDF tuyển vào năm ngoái. Cô ấy chỉ mới 18 tuổi. Cô ấy sẽ phục vụ một thời gian, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, cô ấy muốn mở một nhà hàng. Tôi thực sự ghét chiến tranh, cô ấy nói. Nhưng đôi khi cách duy nhất để có được hòa bình là thông qua vũ lực. Trên bãi biển Tel Aviv, đám đông cùng bóng đá tụ tập để xem trận Ý đấu với Croatia trên màn hình máy chiếu lớn. Tôi ngủ thiếp đi vì tiếng mọi người chơi bóng chuyền bãi biển, và tôi thức dậy vì tiếng mọi người chơi bóng chuyền bãi biển. Hầu hết người Israel mà tôi nói chuyện đều ngủ ngon. Không ai có vẻ sẵn sàng cho cuộc chiến mà mọi người mong đợi. Nhưng họ khăng khăng rằng họ đã sẵn sàng. Tôi xin kết thúc chuyên mục giải ảo thời sự ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe. Nếu thấy hay, hãy tham gia làm thành viên của Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày sẽ có một chuyên mục giải ảo cho quý vị và các bạn. Nhấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin cảm tạ.